Xin chào các anh chị, rất là vui mừng được chào đón các anh chị được quay trở lại với chuyên mục review về các sản phẩm của Thế Giới Lọc Nước. Ngày hôm nay Thế Giới Lọc Nước sẽ review với các anh chị về một sản phẩm của Biontech Hàn Quốc. Đây chính là một trong số các modem được bán chạy nhất ở trên thị trường hiện tại, đó chính là modem BTM207D. Modem BTM207D của Biontech Hàn Quốc này nó có gì đặc biệt và nó có gì nổi trội thì chúng ta sẽ được tìm hiểu ngay sau đây trong chương trình review ngày hôm nay. Trong chương trình review này thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là đối với cái cấu tạo của cái sản phẩm BTM207D này nó bao gồm những bộ phận gì và những bộ phận đó được Biontech Hàn Quốc thiết kế đặc biệt như thế nào, thì chúng ta sẽ được tìm hiểu ngay sau đây. Đối với một cái sản phẩm công nghệ điện giải bất kỳ ở trên thị trường thì đều bao gồm phải có 3 bộ phận, đó là bộ phận lọc nước, bộ phận điện giải nước và bộ phận PCP để điều khiển cho cái cỗ máy này nó hoạt động. Đến với phần đầu tiên là phần lõi lọc, phần lọc nước ở trong này. Thì trong phần lọc nước của sản phẩm BTM207D này thì nhà sản xuất Biontech Hàn Quốc có đưa vào một sản phẩm lõi lọc bao gồm có 7 tầng lọc. Trong đó có các cái sợi PP được sản xuất bởi GE là General Electric. Có những cái than hoạt tính được thiết kế dưới dạng đặc biệt là những cái than hoạt tính được hoạt hóa dưới nhiệt độ là 2000 độ C với độ xốp rất lớn. Và trong đó điều đặc biệt là trong đó có cái màng lọc sợi rỗng là màng lọc hollow fiber này mà các cái hãng khác không có. Hiện tại thì đối với một số máy ở bên ngoài thị trường cùng công nghệ thì họ chỉ có khoảng 3-4 tầng lọc này, và không có phần màng lọc. Phần màng lọc này là phần mà loại bỏ những vi khuẩn virus trong nước. Vậy nên khi không có màng lọc tức là không có bộ phận để loại bỏ đi vi khuẩn virus ở trong nước, là nước đó sẽ không đạt tiêu chuẩn trực tiếp cho việc uống, đúng không ạ? Uống trực tiếp. Thì với cái phần lõi lọc này thì có màng lọc và nó có chiều dài là dài hơn hẳn so với một số các hãng khác. Khi mà các hãng khác có chiều dài khoảng một nửa đấy, bởi cái màng lọc này nó chiếm khoảng một nửa cái lõi này, chiếm chiều dài khoảng một nửa cái lõi này. Và trên cái lõi này thì có cái dây chip thông minh ạ. Dây chip thông minh này thì để cho chúng ta kiểm soát được cái thời gian thay lõi lọc chính xác hơn. Bởi vì cái chip này nó sẽ kiểm soát về một số cái yếu tố có ở trong nước. Ví dụ là gì ạ? Là lưu lượng nước qua đây là bao nhiêu, rồi thì là cái chất lượng nước là bao nhiêu, rồi chế độ nước mà chúng ta sử dụng là như thế nào. Thì cái chip thông minh này nó sẽ kiểm soát để chúng ta có thể kiểm soát được cái thời gian thay lõi lọc dễ dàng hơn. Và cái chỉ số thay lõi lọc này cũng sẽ được hiển thị ở trên cái màn hình hiển thị ở trên máy, để chúng ta biết đến thời điểm nào chúng ta cần phải thay lõi lọc. Đó là một điều rất là đặc biệt có ở trong cái phần lọc của Biontech Hàn Quốc mà các hãng khác không có. Đến với bộ phận thứ hai là bộ phận điện giải ở trong cái máy này. Thì bộ phận điện giải ở trong cái máy BTM207D này thì được trang bị 7 bản cực điện giải, đều là những bản cực điện giải tinh khiết nguyên tấm liền khối. Tại sao phải tinh khiết nguyên tấm liền khối? Bởi vì là những cái máy mà xách tay cùng công nghệ, những máy xách tay ở ngoài thị trường ấy, thì đều là những cái bản cực điện giải đời cũ, là những cái bản cực điện giải không tinh khiết. Những cái bản cực điện giải không tinh khiết thì khả năng điện giải của nó rất là kém. Và những cái bản cực điện giải không tinh khiết như vậy thì nó sẽ có nguy cơ bị thôi các kim loại nặng ở trong cái bản cực đấy ra cái nguồn nước của chúng ta sử dụng. Thì chính vì như vậy nên là Biontech Hàn Quốc trang bị ở trong cái modem này đến 7 bản cực điện giải tinh khiết nguyên tấm liền khối để giúp cho việc chúng ta sử dụng nước pi này nó có những cái tính năng tốt nhất của nó. Nó có những cái tính năng đặc biệt như vậy thì chúng ta phải sử dụng nước tốt, không có kim loại nặng, đúng không ạ? Với 7 bản cực điện giải này thì khả năng điện giải nó cao hơn rất nhiều so với những cái bản cực điện giải khác ở ngoài thị trường, mà thậm chí là nhiều bản cực điện giải hơn. Những hãng khác ở ngoài thị trường mà nhiều bản cực điện giải hơn ấy, nhưng khả năng điện giải lại không cao bằng cái 7 bản cực điện giải này của Biontech Hàn Quốc. Đó. Thế đấy chính là cái phần bản cực điện giải. Và đến cái phần thứ ba rất là quan trọng ở trong cái bộ này thì đấy là cái bộ phận PCP để điều khiển cái cỗ máy này nó hoạt động. Thì như các anh chị có thể nhìn thấy ở phía mặt ngoài là chúng ta có thể nhìn thấy được các cái phím bấm ở đây đều là các phím bấm bằng cảm ứng, đúng không ạ? Đều các phím bấm bằng cảm ứng và có màn hình LCD này để hiển thị các chỉ số khác nhau, bao gồm có chỉ số của lõi lọc, bao gồm có áp lực nước đầu vào, bao gồm có cái độ pH mà chúng ta lựa chọn là bao nhiêu thì cũng sẽ hiển thị ở trên cái màn hình hiển thị này. Thì đối với cái sản phẩm này á, đối với cái phần PCP điều khiển này thì rất là tiện lợi trong quá trình chúng ta sử dụng, vì là bằng cảm ứng rất dễ dàng để chúng ta sử dụng. Và bên cạnh đó thì cái phần PCP này nó sẽ giúp cho cái phần mà hoạt động của cái máy này nó diễn ra một cách linh hoạt hơn.
Linh hoạt ở chỗ nào ạ? À, đối với các hãng khác ở bên ngoài thị trường ấy, với công nghệ điện giải nói chung thì cái điểm yếu nhất của công nghệ điện giải đến từ cái phần mà làm sạch các bản cực như thế nào. Bởi vì các bản cực điện giải nó sau một thời gian sử dụng nó sẽ bị cáu cặn những cái khoáng chất ở trong đó, làm khả năng điện giải kém đi. Đó, thì đối với các cái hãng khác bên ngoài thị trường thì sau một thời gian khoảng 6 tháng 1 năm sử dụng thì bắt buộc phải sử dụng axit hoặc là sử dụng hóa chất khác để mà sục rửa các bản cực. Thì khi mà sử dụng hóa chất để sục rửa bản cực ấy thì nó sẽ dẫn đến rất là nhiều những cái hậu quả khác nhau. Trong đó những cái hậu quả đầu tiên chúng ta có thể kể đến đó là nó có thể làm rách cái màng trao đổi ion giữa các bản cực. Nó có thể làm hiệu suất của cái bản cực điện giải nó kém đi, bởi vì cái hóa chất đó nó sẽ bào mòn đi cái bề mặt của bản cực. Và một hậu quả mà nghiêm trọng nhất đến từ việc là khi mà chúng ta sục rửa bằng hóa chất ấy mà chúng ta không xả rửa sạch thì rất có nguy cơ là chúng ta có thể sử dụng cái nguồn nước mà có bị cái hóa chất tồn dư đó có trong cái bản cực điện giải khi chúng ta chưa xả rửa sạch. Thì đối với sản phẩm của Biontech Hàn Quốc BTM207D này được trang bị cái công nghệ tự động sục rửa bằng sóng âm đa chiều, là chúng ta không phải sử dụng bất cứ một loại hóa chất nào để chúng ta sục rửa sau một thời gian chúng ta sử dụng. Trong khi đó đối với các hãng khác ngoài thị trường thì đang sử dụng tức là đời cao nhất mới đến tự động sục rửa đảo chiều đấy. Thì khi mà sử dụng tự động sục rửa đảo chiều thì bắt buộc vẫn phải sử dụng hóa chất sau một thời gian sử dụng. Thì đó chính là một điều đặc biệt và niềm tự hào của Biontech Hàn Quốc khi mà trang bị vào các cái model sản phẩm của mình, trong khi đó các cái hãng khác bên ngoài thị trường không có. Thì đó chính là những cái bộ phận ở bên trong của cái máy này. Trong khi đó là đối với những cái phần khác mà BTM207D nó nổi trội so với sản phẩm bên ngoài thị trường là gì? Đó chính là những cái chứng nhận chứng chỉ. Trong đó có một chứng nhận chứng chỉ mà uy tín nhất ở trên thế giới, đó là chứng nhận của FDA Hoa Kỳ. FDA Hoa Kỳ là gì ạ? Là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Thì đây là một cơ quan rất là uy tín ở trên toàn thế giới, đúng không ạ? Ví dụ như là trong thời gian vừa rồi là thời gian dịch bệnh và rất là nhiều những cái loại vaccine được sản xuất ra tại trên nước Mỹ, và những cái loại vaccine nào mà được tiêm cho người Mỹ và bán sang các quốc gia khác ở trên toàn thế giới ấy, thì bắt buộc phải qua FDA Hoa Kỳ kiểm định. Như vậy là chúng ta mới thấy được rằng là FDA Hoa Kỳ là một cơ quan về y tế rất là uy tín ở trên toàn thế giới. Đây là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ. Tương tự như vậy là đối với những cái thực phẩm và dược phẩm mà được muốn buôn bán ở trong kinh doanh ở trong cái đất nước Mỹ và kinh doanh ở trên toàn thế giới thì bắt buộc phải qua FDA Hoa Kỳ công nhận. Thì với sản phẩm Moren BTM207D chính là một trong số các Moren của Biontech Hàn Quốc được FDA Hoa Kỳ công nhận là thiết bị y tế loại 1 để chúng ta sử dụng ở trong gia đình. Ngoài ra thì đây cũng chính là thiết bị duy nhất ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại được Bộ Y tế Việt Nam phân loại về trang thiết bị y tế và cấp quyền quảng cáo trang thiết bị y tế cho cái sản phẩm này. Và khi có một sản phẩm BTM207D này ở trong gia đình của chúng ta thì chúng ta có thể lựa chọn được rất là nhiều các loại nước khác nhau để phục vụ cho các mục đích khác nhau. Và rất là tiện lợi khi mà trên cái phím điều khiển của cái BTM207D này thì có các cái số khác nhau, số độ pH khác nhau để chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn. Tất nhiên là cái số này nó cũng sẽ hiển thị ở trên cái màn hình hiển thị này, nhưng mà chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn hơn về các cái số và cụ thể là như thế nào. Thì đến với mức nước đầu tiên là mức nước Purify này, là mức nước tinh khiết dầu khoáng. Mức nước này chúng ta dùng để uống thuốc tây. Khi chúng ta lựa chọn mức nước Pi với độ pH là 7,5 đấy ạ. Ở trên cái phần phím bấm nó cũng hiển thị cái pH 7,5. Thì chúng ta có một nguồn nước gì có độ pH là 7,5 dùng cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi sử dụng và người lớn ở trong tuần đầu tiên sử dụng. Chúng ta lựa chọn mức pH 8,5 ở đây là chúng ta dùng uống hàng ngày thay cho nước thường, là người lớn uống hàng ngày thay cho nước thường để mang lại những cái hiệu quả về phòng cũng như là hỗ trợ điều trị bệnh. Mức pH 9,5 ở đây là chúng ta dùng để nấu nướng hàng ngày thay cho nước thường, và chúng ta để đun lên pha trà pha cà phê thì chúng ta sẽ sử dụng mức pH 9,5. Mức pH 10.0 ở đây chúng ta sẽ dùng để ngâm rau củ quả lần cuối và tráng bát đĩa lần cuối. Và đây cũng chính là mức nước dành cho các bệnh nhân uống theo sự chỉ định của bác sĩ. Đối với một số bệnh nhân mà bị bệnh, một số các bệnh mãn tính ấy, mà bác sĩ chỉ định cho sử dụng mức pH này thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể lựa chọn mức này để chúng ta sử dụng. Ngoài ra thì trên thiết bị BTM207D này thì tạo ra được hai mức nước ngoài uống. Một là mức nước có độ pH là 5.5. Mức pH 5.5 này chính là một loại nước hoa hồng nguyên chất, là một loại nước hoa hồng gốc để chúng ta có thể sử dụng để gì ạ? Để cân bằng độ pH trên da, chúng ta để đánh răng, rửa mặt, gội đầu, súc miệng
rất là nhiều những tính năng khác nhau của nước hoa hồng, đúng không ạ? Để chúng ta có thể sử dụng trực tiếp. Ngoài ra thì có một độ pH là pH 3.5 đấy ạ, là cái mức nước có độ axit điện giải mạnh. Thì cái axit điện giải mạnh này dùng để chúng ta sát khuẩn vết thương hở, vết bỏng, hay những người bị bệnh ngoài da như viêm da cơ địa, vẩy nến, á sưng, những cái người bị đau mắt đỏ cũng hoàn toàn có thể sử dụng cái mức nước này. Ngoài ra với cái thời buổi dịch bệnh hiện tại thì các anh chị có thể sử dụng mức nước axit điện giải mạnh này để chúng ta gì ạ, dùng thay cho cồn 90 độ chúng ta rửa tay sát khuẩn, và chúng ta có thể sử dụng để súc miệng hàng ngày để chúng ta phòng những cái loại dịch bệnh trong cái thời buổi dịch bệnh hiện tại. Rất là cảm ơn anh chị đã đến với phần review sản phẩm ở trong cái series review các sản phẩm của Thế Giới Lọc Nước. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong một chương trình review sắp tới.